vị khán giả đang quay trở lại với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp. Bản tin tiếp theo cho hay, Tổng thống Ba Lan cho biết ông sẽ gặp riêng ông Trump ở New York. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda vào hôm thứ Tư ngày 17 tháng 4 cho biết ông sẽ gặp riêng ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa là Donald Trump trong chuyến thăm New York. Ông Duda theo chủ nghĩa dân tộc, người sẽ hết nhiệm kỳ vào năm sau, là một trong những đối tác quốc tế được ông Trump ưa thích trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông. Ông Duda cho biết ông đã được ông Donald Trump mời đến căn hộ riêng của mình và coi cựu Tổng thống Hoa Kỳ như một người bạn. Ông Trump, người đang bị xét xử ở New York vì tội trả tiền bưng bít cho một ngôi sao khiêu dâm, đang chạy đua xích sao với Tổng thống Joe Biden, một đảng viên của đảng Dân Chủ, trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 này. Nhiều nhà lãnh đạo Âu Châu từ lâu đã lo lắng rằng một nhiệm kỳ tổng thống nữa của ông Trump sẽ đồng nghĩa với việc Hoa Kỳ sẽ giảm bớt sự hỗ trợ cho nước láng giềng Ukraine của Ba Lan và liên minh quân sự NATO. Hàng ngàn người biểu tình tại Georgia sau khi Quốc hội đồng ý với dự luật đặc vụ nước ngoài. Hàng ngàn người Georgia đã tập trung ngay tại trung tâm Tbilisi vào tối thứ Tư phản đối dự luật về đặc vụ nước ngoài mà những nhà phê bình coi là độc đoán và lấy cảm hứng từ nước Nga. Trước đó, vào thứ Tư, Quốc hội Georgia đã thông qua lần đọc dự luật đầu tiên vốn đã gây ra những cuộc biểu tình kéo dài nhiều ngày. 83 trong số 150 đại biểu đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật, trong khi các nghị sĩ đối lập thì tẩy chay của bỏ phiếu này. Nó phải được vượt qua hai lần đọc nữa trước khi trở thành luật thực tế. Dự luật sẽ được yêu cầu những tổ chức nhận hơn 20% nguồn tài trợ nước ngoài phải ghi danh làm đại diện có ảnh hưởng của nước ngoài, được những nhà phê bình so sánh với đạo luật mà Nga đã sử dụng nhằm trấn áp những người bất đồng chính kiến. Số phận của nước này được nhiều người coi là phép thử xem liệu Georgia 33 năm sau khi Liên Xô sụp đổ có ý định theo đuổi con đường hội nhập với phương Tây hay lùi lại gần hơn với Nga hay không. Thủ tướng Palestine thảo luận về sự cần thiết phải tăng cường cứu trợ nhân đạo ở Gaza với Thủ tướng Anh. Thủ tướng Palestine Mohammed Mustafa đã gặp Ngoại trưởng Anh là David Cameron tại Ramallah vào hôm thứ Tư vừa qua. Họ thảo luận về tầm quan trọng của các nỗ lực cứu trợ nhân đạo ở dải Gaza và sự cần thiết phải ngăn chặn bạo lực của những người định cư ở bờ Tây. Ông Cameron đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở Jerusalem vào ngày hôm nay và thảo luận về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo của Iran. Cameron tiến tới Ý, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Bộ trưởng Ngoại giao G7 kéo dài 3 ngày. Các cuộc thảo luận về căng thẳng ở Trung Đông, bao gồm các cuộc tấn công của Iran vào Israel, sẽ chiếm vị trí cao trong chương trình nghị sự. Lãnh đạo Liên minh Âu Châu họp bàn về việc tăng cường trừng phạt lên Iran. Những nhà lãnh đạo Liên minh Âu Châu nhóm họp vào ngày 17 tháng 4 thảo luận việc tăng cường những biện pháp trừng phạt đối với Iran ngay sau vụ tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái của Tehran nhắm vào Israel, khiến cho cường quốc thế giới nỗ lực ngăn chặn cuộc xung đột rộng lớn hơn tại Trung Đông. Hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày tại Brussels là cuộc gặp đầu tiên của 27 nhà lãnh đạo quốc gia Liên minh Âu Châu từ khi cuộc tấn công vào ngày 13 tháng 4. Hơn 6 tháng sau cuộc chiến giữa Israel và nhóm chiến binh Palestine Hamas được Iran hậu thuẫn. Israel đã đưa ra tín hiệu trả đũa nhưng chưa cho biết là bằng cách nào. Liên minh Âu Châu cũng kêu gọi Israel phải kiềm chế và bày tỏ sẵn sàng thắt chặt biện pháp trừng phạt đối với Tehran. Lao động Việt Nam tại Đài Loan bị đồng hương bắt cóc rồi sát hại. Một nam thanh niên Việt Nam xuất khẩu lao động ở Đài Loan đã bị các đồng hương người Việt bắt cóc, đòi gia đình tiền chuộc, sau đó sát hại và chôn xác trong vườn mía. Báo chí Việt Nam và Đài Loan đã đưa tin như trên. Nạn nhân được xác định là một nam thanh niên tên VVH, 24 tuổi, hộ khẩu thường trú tại phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Tờ Người Lao Động đã cho biết như vậy. Và chính quyền địa phương ở Hải Dương đã xác minh danh tính của nạn nhân này. Anh H sang Đài Loan làm việc theo hợp đồng từ tháng 10 năm ngoái cho một công ty ở đường Đông Viên, khu Trung Lịch, thành phố Đào Viên, theo trang mạng Dân Trí. Hãng thông tấn CNA của Đài Loan cho biết vào hôm ngày 10 tháng 4, một đội đặc nhiệm bao gồm nhiều đơn vị cảnh sát phối hợp Sở Di trú Quốc gia Đài Loan do một công tố viên huyện Vân Lâm dẫn đầu đã khám xét một ngôi nhà ở địa phương sau khi nhận được thông báo từ Sở Cảnh sát khu Trung Lịch về vụ mất tích về một người lao động Việt Nam có họ là Vũ. Đội đặc nhiệm này đã bắt giữ 3 người đàn ông Việt Nam có họ Lê, Hoàng và Vũ Duy.
Một người phụ nữ Việt Nam họ Nguyễn và một người đàn ông Đài Loan họ Hứa. Thưa quý vị, Ralph Lauren đã mang đến diện mạo mới cho đội tuyển Hoa Kỳ trước Thế vận hội Paris 2024. Ralph Lauren một lần nữa trang bị trang phục cho những đội Olympic và Paralympic Hoa Kỳ lần thứ 9. Vào ngày 17 tháng 4, những vận động viên trong đó có breakdancer Jeffrey Lewis có cơ hội xem thử những trang phục cho Thế vận hội sắp tới. Lewis đã nói trải nghiệm trước trận đấu rất tuyệt vời. Nó vẫn như thế, chưa đánh trúng tôi hoàn toàn cho đến khi tôi đến đó. Đây là Thế vận hội. Vì vậy, tôi không thể tưởng tượng được cảm giác thực tế nó sẽ như thế nào. Thương hiệu của Hoa Kỳ cung cấp cho những vận động viên trang phục trong lễ khai mạc và bế mạc, cũng như những bộ sưu tập trang phục và phụ kiện Villageware cho Thế vận hội Paris 2024, kéo dài từ ngày 26 tháng 7 cho tới ngày 11 tháng 8. Bộ sưu tập có thiết kế thể thao và phong cách với những màu sắc yêu nước đỏ, trắng, xanh, được thực hiện với sự cân nhắc kỹ lưỡng về chất liệu và lựa chọn sản xuất, bao gồm cả việc sử dụng polyester và bông tái chế. Ralph Lauren cũng hợp tác với một danh sách những vận động viên đa dạng, những người sẽ đóng vai trò là đại sứ thương hiệu trước lẫn trong suốt Thế vận hội. Một phần doanh thu từ bộ sưu tập Ralph Lauren Team USA sẽ được hỗ trợ các đội không được liên bang tài trợ. Bản tin vừa qua cũng đã tạm kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV do xứ ngôn viên Tuyết Nha và Linh Trịnh trình bày. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả và các cơ sở thương mại đã luôn đồng hành bảo trợ cho đài. Đặc biệt, IBC Home Shopping đang có rất nhiều những chương trình tri ân quý khách hàng và promotion dành cho tất cả quý vị. Mọi chi tiết xin mời quý khán giả liên lạc về 714-892-5717 hoặc quý khán giả có thể shop online qua trang mạng ibchomeshopping.com. Sư ngôn viên Linh Trịnh và Tuyết Nha xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả một ngày làm việc thật nhiều thành công và vô lượng an lạc.